Ui, cái gì đây kìa, ui, cái đằng sau kìa. Ui, 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 sau đây, cái gì sau đây. Ui, 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 ui. Con quỷ đỏ kia, quỷ đỏ nó lôi đầu nó kia, cắn đầu mất đầu rồi. Ui, đây là tóc của con quỷ rồi, con quỷ nó lôi đầu mặt. Ui, giờ cố lên đây. Ui, nó đang kia. Tao ơi. Cho tất cả anh em nhá, hôm nay quyết định là anh em mình sẽ tìm con hồi tinh đây. Nó vừa cái hôm qua ấy, nó bắt cô gái ở trong nhà nó nhập xác vào rồi anh em ạ. Nó giống như nó nào nó chôn xác luôn anh em ơi. Ngay khu vực này luôn. Nó chôn xác luôn ở khu vực xung quanh chỗ này luôn anh em ạ. Cái gì? Ôi. Ôi cái dương trong dưới kìa. Đâu? Cái là gì chưa? Từ. Mình tính không? Mình nói trong dưới phải không? Cái này cái dương ở trong dưới mà không hiểu ấy. Cái lồng của nó. Nhìn kia được lại sao nào. Lồng hồi tinh em ơi, lồng hồi tinh. Vâng, nhìn kia được em đập luôn. Phải hồi tinh đập luôn anh em ơi. Phải chết mọi người anh em ơi. Mày chết luôn, nếu đúng hồi tinh đập chết luôn anh em ạ. À hà, nó chết xong rồi mình muốn rồi. Mình dùng kêu dùng bóng mạnh em ơi, chạy gần em ơi. Đấy, nhìn được kia xem có phải con hồ không, hồ ly không. Ui hồ ly anh em ơi, đuôi đúng rồi hồ ly rồi anh em ơi. Ui, ui. Không phải. Đúng rồi hồ ly rồi ơi. Phải sao ấy? Mày lại nhá. Hồ ly không phải đuôi hồ ly. Cái này không phải đuôi hồ ly đâu mày ơi. Không phải đuôi hồ ly đâu. Hồ ly tinh. Cái tên này cứ nó hiện nó nhập xác không phải. Ôi. Tay người nhá. Tay người nhá. Có cái gì? Thế là đấy xem nào. Nhìn kỹ lại nào. Ui ui đây nhìn nó. Đây nhìn tao cái dao ấy. Ui ui sao kìa. Ui cái gì đây kìa, ui cái đằng sau kìa. Ui. Ui. Ui sao đây, cái gì sao đây. Ui. Con quỷ ơi. Mày lại lùi lại đây. Ui, con quỷ. Ui. Đập đập anh đập đây nhá. Hồ lý đập cho nó nát con hồ đi thôi anh em ơi. Hồ lý nó nhập rồi. Ui, nó lên cái con gì kia đấy. Nhìn kỹ này sao nào. Đúng con quỷ đỏ. Quỷ đỏ em, quỷ đỏ em. Ui, cái tóc người. Ui, con quỷ đỏ anh em ơi. Nhìn cái mặt có cái răng nó kìa. Ui, mày này. Ta đập nát đầu đi ơi. Ui, nhìn này. Ui. Mày này. Ôi trời ơi. Ui. Bên trong ơi. Bên trong nhiều ơi. Ui nó ngay bên trong cái hướng này anh em à. Ui giết nó mày. Giết nó anh em ơi. Mày. Mày. Được chưa. Nó bên trong. Anh của đây là con đồn linh hồn của nó thôi. Mày cần xem không. Sao nào có nó mày. Ở trong này này. Ui ấy. Ui. Đúng rồi không anh. Ui. Ui đúng rồi không anh. Mày. Ui ngoài. Ui. Ui, nó bên ngoài. Ui, con này nó biết nó xuyên không nhỉ ơi. Nó xuyên tường đấy. Mày nhá. Ui, nhầm ơi. Đập vào trúng tim đi. Cái mặt nó đây là con quỷ đỏ ấy, một quỷ đỏ ấy. Nhìn kỹ xem là cái con quỷ đó. Quỷ đỏ lên ngay. Ui, nó... Mày này. Ôi, rung đầu ơi. Rung đầu anh em ơi, rung đầu ơi. Ui, lên đây, rung đầu anh em ơi. Quả vừa rồi nó chết luôn rồi. Mày, đâu ơi. Đập mạnh vào để cho nó ung đầu nó chạy ra thôi. Đập mạnh vào. Ui. Ui anh nhầm đúng kiểu mắt đúng mồm con này. Nhìn này, đúng mồm này anh đâm phát chưa? Mỗi con à, mỗi một con đúng không? Ui ui nó đang lên cái gì nó lên kìa. Cả ba con kìa. Ui nó lên kìa. Ấy mày này. Chúng rồi. Ui. Chúa. Vỡ đầu luôn rồi anh em ơi. Nhìn kỹ xem. Nhưng bay phải không? Bay đi chưa? Có tính đâu không xòa xòa được đâu ấy. Nó nhập xác người ấy. Cái vừa cái tóc ấy là đúng người thật nhưng mà cái linh hồn của nó mình thấy chưa? Bây giờ hiện thân này. Ý vừa rồi nó từ những con này nó biến ra cái đầu lúc nãy đấy anh em ạ. Nhưng mà nó nãy... một con nó vỡ đầu, hai con sợ luôn này. Ôi rồi. Nhưng quả vừa rồi em nhìn nó giống tóc người lắm. Tóc người nhưng mà thấy tóc người nhưng mà nó hóa thân rồi chưa? Hóa thân á? Đấy rồi, đi lên kìa. Hôm nay tao sẽ quyết định là phải giết nó luôn.
Nhìn nhầm ơi, bọn này nó lên theo từng đợt. Mày này nó lên từng đợt anh em ạ. Đánh nó vỡ trận luôn. Rồi, thì có thấy nó không? Có tiếng rồi xoạt, xem còn không? Cái gì đây? Ôi, quỷ đó. Ui, con này con tiểu yêu. Để lại con. Tiểu yêu màu đỏ anh em ơi. Để con. Ui, mày à. Này. Đúng rồi, mày vỡ đâu rồi. Con này con trẻ con nó không biết. Nó lên. Ui, nhìn nó này. Ui. Đây. Vỡ đầu rồi anh em ơi, nó chết luôn rồi. Con này hôm nay không còn phải lóng phét anh em ạ. Con này hôm nay không tan xác với lão luôn. Nó vẫn lên kìa. Ui, con này nó con trẻ con. Con này không xương hiểu ơi. Nó không xương. Con này nó không xương nên là đập thế không ăn thua rồi. Ui này. Dũng chưa? Ui. Mày. Ui. Ui. Ấy mày. Ui. Không được rồi. Không được rồi. Chết rồi. Chết chưa? Chết rồi. Rút ra nhanh. Bắt sống. Mày này. Kiểm tra xong, chạy ra kiểm tra thấy con sống không? Ui. Có nó đấy, có nó không? Ủa đấy á, sao đâu? Ê, không thấy rồi. Ui, nó vừa đây mà. Mất tích à? Có khi nào nó chui vào đây không? Không, nó chạy ra ngoài rồi. Một con nó. Con nổ của nó là không có xương nhưng mà rất khỏe. Nhìn nó ở bên trong này lắm. Nhìn nó ở dưới này. Đấy, có khi nào đây là chính là một cái hầm bí mật của nó không? Anh nghĩ đây dưới cái ổ của nó này. Đây là cái ổ của nó. Uống nước xong rồi nó để đây. Bọn này sống ở dưới cái gầm nó, tại hồ ly nó sống ở nước ấy mà. Nước lạnh đúng không? Không, cái này nó đây là toàn nước máu thôi, nó hút máu về đây để nó uống dần đấy. Thế là bây giờ là bắt mấy người rồi, người đi đúng không? Toàn bắt người về đây nó giấu trong này anh em ạ, nhìn này. Máu đấy này đây này đấy, anh em nhìn máu này. Mình cách bây giờ nhìn xung quanh nào. Có tiếng ở đâu yêu ơi? Trong một tiếng gầm hút đấy. Ui. Bình tĩnh nha. Ui. Nhìn trên này xoạt trên ngọn cây yêu ơi. Ui. Đi sao? Ui. Có trên ngọn cây. Nó bay. Ui, có tiếng trong này, có tiếng trong này thôi. Ui, nhìn lên kia rồi, nhìn kia ơi. Ui, cái gì đây. Ui. Ui, ra đây. Ui, cái gì đây. Ui, yếu rồi mọi người. Ui, Sao đây, ui. Mọi người, yếu với con quỷ đỏ kia. Quỷ đó lôi đầu nó kia cắn đầu mất đầu rồi. Ui, đây một tác phẩm con quỷ nó lôi rồi. Ui, mọi người, ui, nó cắn mất đầu rồi mọi người. Ui, sao để nó cắn đầu rồi, ui, trời ơi, sao đâu. Ui, nhìn cái cơm mặt kia. Ui, nó thấy, cơ ngốn lên đây. Ui, nó đang ngưng kìa. Sao ấy. Sao rồi? Nó cắn vào đầu rồi à? Chết rồi, nó cắn vào đầu rồi, bị biến thành quỷ ấy. Đâu rồi? Nó đang lưu này mọi người, nhìn. Nó đang lưu này, nhìn bộ tao này. Ui, nó biến mất rồi, nó biến mất rồi. Cắn đầu tao quá. Ui, dậy, đi, nó biến mất rồi. Ui, chết rồi. Con này bị trúng độc của nó rồi. Ôi tầm máu rồi, ai chết rồi mọi người, yếu rồi bây giờ bị cái hai con mặt quỷ kia nó cắn vào trứng độc rồi. Nó biến mất rồi yếu ơi. Nó chui dưới này, dậy. Nó chui dưới này mọi người ơi. Đi, dẫn anh về ra. Đi về ra, nhìn dậy. Đi về ra, ui chết rồi. Đi ra đi ơi, nhanh.